Thời điểm này, thị trường sách vở đồ dùng học tập phục vụ năm học 2017-2018 khá sôi động. Công ty sách thiết bị trường học Thanh Hóa cùng các cửa hàng, hiệu sách trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của học sinh các cấp học. Tại một số hiệu sách, cửa hàng sách, số lượng người đến mua khá đông với các mặt hàng chủ yếu là đồ dùng học tập, sách bổ trợ, giá cả tương đối ổn định. Nhiều cửa hàng đại lý kinh doanh, buôn bán sách vở, đồ dùng học tập còn có chương trình khuyến mại, giảm giá kèm quà tặng cho người mua. Năm nay, các công ty đã cho ra đời nhiều mẫu mã phù hợp nhiều lứa tuổi, giá cả phải chăng. Cụ thể, tùy theo số trang, giá vở Gunet dao động từ 4.500 đồng đến 15.000 đồng một quyển, vở Hồng Hà dao động từ 5.000 đồng đến 17.000 đồng một quyển. Theo quan sát của phóng viên, tại các nhà sách trên địa bàn thành phố, sách giáo khoa vẫn là sản phẩm được mua nhiều nhất. Đặc biệt, các bộ sách lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 và lớp 10 bán chạy hơn cả. Sách giáo khoa năm nay cơ bản không có nhiều biến động so với năm trước. Một bộ sách giáo khoa không bao gồm tiếng Anh và sách tham khảo, từ lớp 1 đến lớp 5 có giá từ 88.000 đến 168.000 đồng. Lớp 6 đến lớp 9 có giá từ 138 đến 268.000 đồng. Lớp 10 đến lớp 12 có giá từ 215 đến 250.000 đồng. Tại công ty sách thiết bị trường học Thanh Hóa, nhà sách Việt Lý, nhà sách Tiền Phong, các mặt hàng dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 như tập đọc, tập đếm với thiết kế sinh động cũng được nhiều phụ huynh tìm kiếm. Đặc biệt là bảng chữ cái phát âm thanh hay bảng chữ số bằng gỗ. Chị Trương Thị Hiền, Phó Giám đốc Công ty Sách Thiết bị Trường học Thanh Hóa cho biết. Ngoài cái sách giáo khoa thì bọn chị vẫn phát hành cái sách tham khảo. Và sách tham khảo thì cái thị trường sách tham khảo bây giờ cũng rất là nhiều, cho nên phụ huynh nhiều lúc cũng không biết, cho nên phải có cái thẩm định, phải có cái sự vào cuộc của các nhà chuyên môn, các thầy cô giáo. Thì mới biết là sách nào cần, sách nào tốt. Thì những cái khi mà nâng cao đó thì bắt buộc phải có những cái đánh giá của đội ngũ chuyên môn. Thì bao giờ hàng năm bọn chị sẽ có một cái danh mục gửi sang sở để thẩm định. Cùng với sách giáo khoa, sách tham khảo cũng được nhiều phụ huynh và học sinh tìm mua. Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường sách tham khảo năm nay rất đa dạng. Mỗi môn học ở từng khối có từ hàng chục cuốn khác nhau, gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh lựa chọn. Trong đó, riêng sách tiếng Anh năm nay, để biết được sách thật, sách giả như thế nào, thì nhà xuất bản đã cho in tem có mã thẻ, mã vạch để soi. Nếu là sách của nhà xuất bản thì sẽ hiện lên mã số, mã vạch. Em Lê Khả Dung, phường Ba Đình đi mua sách vào lớp 4 cho em trai cho biết. Giá những sách này thường cao hơn nhiều so với sách giáo khoa, nên em cũng không dám tự ý mua. Chỉ khi giáo viên yêu cầu hay tư vấn mới đưa em trai đi mua sắm. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Hóa, cô Nguyễn Thị Hạnh, hiệu phó trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa cho biết. Sách tham khảo luôn luôn song hành với sách giáo khoa để giúp cho học sinh rồi phụ huynh giúp học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức kỹ năng ở nhà trường. Trong giai đoạn hiện nay thì tôi thấy là ở thị trường có rất là nhiều những cái tài liệu sách tham khảo khác nhau mà phụ huynh, học sinh rồi giáo viên cũng rất là lúng túng sử dụng các cái loại sách tham khảo cho hiệu quả. Vậy thì để sử dụng các cái sách tham khảo cho hiệu quả thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là phụ huynh, giáo viên và học sinh nên lựa chọn các cái đầu sách tham khảo mà có cái nội dung chương trình tương ứng với lại nội dung chương trình trong sách giáo khoa để cho học sinh có thể dễ ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức tương ứng với các phần nội dung chương trình của sách giáo khoa ở trên lớp. Cái thứ hai là phụ huynh, giáo viên, học sinh nên chọn các cái loại đầu sách của các nhà xuất bản có uy tín như là của Bộ Giáo dục rồi của những tác giả có uy tín, có kinh nghiệm. Năm học mới đã cận kề, các bậc phụ huynh và các em học sinh khi mua sách vở đồ dùng học tập cần chọn lựa kỹ để tránh mua phải những cuốn sách đồ dùng học tập không chất lượng, ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em.